Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí cấp cao các tỉnh miền Trung. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tổng kết 5 năm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2022. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hôm qua 16 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí cấp cao các tỉnh miền Trung. Tham dự buổi gặp mặt, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2020 và 2021, dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống của nhân dân cả nước nói chung, các tỉnh thành khu vực miền Trung nói riêng. Tuy vậy, các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động vẫn luôn được quan tâm, không ai bị bỏ lại phía sau. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững ổn định. Trong dịp Tết Nhâm Dần, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành, trung ương, địa phương cần dành nhiều nguồn lực để lo Tết cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, những người đã có những đóng góp cho cuộc cách mạng dân tộc. Các cấp chính quyền tiếp tục rà soát từng đối tượng trên địa bàn, nhất là người dân miền núi, các địa bàn khó khăn, những hộ công nhân không có thu nhập, gia đình chính sách, già cả neo đơn, gia đình nhiễm chất độc da cam để có những hỗ trợ kịp thời, không để người dân nào không có Tết. Về nhiệm vụ của năm 2022, với nhiều khó khăn thách thức ở phía trước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. 5,3 triệu đảng viên trong cả nước phải là tấm gương sáng để nhân dân noi theo. Cấp ủy các cấp cũng phải không ngừng đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết trong toàn đảng, toàn dân, chung sức, chung lòng để hội tụ sức mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao vì đất nước, vì nhân dân. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 và Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại điểm cầu trung tâm, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, ông Trần Nam Hương, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ, ông Lâm Quang Thành, Phó trưởng Ban Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Đặng Thị Quỳnh Chi, Phó trưởng Khoa Thận Nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hội nghị trực tuyến kết nối đến điểm cầu tại 13 xã phường. Tam Kỳ là địa phương đầu tiên trong tỉnh thí điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri hai cấp. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, Bí thư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Nam Hương đã thông tin một số kết quả nổi bật mà tỉnh và thành phố đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2021 và nội dung chương trình kỳ họp lần thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 và Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa 12. Cử tri thành phố Tam Kỳ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh và thành phố đạt được trong năm 2021 vừa qua. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 và thiên tai tác động lớn, nhưng Quảng Nam là một trong số rất ít tỉnh thu ngân sách vượt 33% chỉ tiêu trung ương giao, mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch thực hiện đảm bảo. Riêng thành phố Tam Kỳ hoàn thành 12 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đời sống người dân được quan tâm, nhất là hộ dân gặp khó khăn do thiên tai, do dịch bệnh. Chiều nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tham gia hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh
Trong năm qua, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo, đặc biệt là các ngành trực tiếp tham mưu như công an, quân sự, thành viên ban xây dựng Đảng tiếp tục phát huy làm tốt nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, ban chỉ đạo 35 tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm. Tổ chức thành công hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng với các chuyên đề nhận diện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp phòng chống trong tình hình mới. Những vấn đề cần lưu ý khi tham gia tác nghiệp trên không gian mạng, đảm bảo luật an ninh mạng của Việt Nam. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam đã thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi tiếp công dân để nắm bắt tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến mua bán đất nền, dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp STO tại khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Đại diện nhóm công dân khiếu kiện chủ dự án STO là ông Trần Chiến Thắng có hành vi lừa đảo cần được điều tra, xử lý, đảm bảo lợi ích cho người dân. Đại diện nhóm hộ dân này cho rằng dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Nông nghiệp Nông thôn và Dịch vụ Thể thao Du lịch STO làm chủ đầu tư kéo dài quá lâu, hơn 12 năm. Hạ tầng dự án dở dang, chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Đại diện nhóm công dân khiếu nại cũng làm đơn tố cáo cung cấp những bằng chứng ông Trần Chiến Thắng, chủ đầu tư dự án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân và cố tình sai phạm những quy định, yêu cầu các cấp, các ngành tỉnh Quảng Nam trong quá trình triển khai dự án. Sau khi thẩm vấn các ý kiến của sở ngành liên quan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu các phương án giải quyết điều chỉnh quy hoạch 1/500 để tiến hành các bước tiếp theo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng đề nghị Công an tỉnh tiến hành điều tra chủ đầu tư dự án STO có hành vi dấu hiệu lừa đảo và Viện Kiểm sát có nhiệm vụ theo dõi về tính xác thực của nguồn tin công dân cung cấp. Chiều nay, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh và hội nghị triển khai công tác Tòa án Nhân dân năm 2022. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thành và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tòa án Nhân dân tối cao Trần Anh Tuấn. Thưa ủy quyền của lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trần Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Văn Phú, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đại Lộc giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Tiếp sau lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án Nhân dân năm 2022. Theo đó, năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Quá trình giải quyết xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đã hòa giải thành 3.157 trên 5.001 vụ việc. Đối với các tội phạm liên quan đến tham nhũng, thụ lý 11 vụ trên 25 bị cáo, đã giải quyết xét xử 8 vụ trên 16 bị cáo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, năm 2022 dự đoán sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, ngành cần có đánh giá đúng và dự lượng tình hình năm 2022, nâng cao chất lượng xét xử tố tụng, không để xảy ra oan sai, đặc biệt chú ý các vụ án quan trọng mà dư luận quan tâm. Nêu cao tinh thần cảnh báo răn đe các hành vi vi phạm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Dịp này, các cá nhân tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tòa án đã được Trung ương, Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên dương khen thưởng tại hội nghị. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Lê Trí Thanh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban Ban An toàn Giao thông tỉnh Văn Anh Tuấn và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Hồ Song Ân đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với năm 2020. Toàn tỉnh xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông, làm chết 118 người, bị thương 124 người.
So với cùng kỳ, giảm 24 vụ, số người chết giảm 26 người, số người bị thương giảm 13 người. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 21.262 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 22,2 tỷ đồng, tước 1.374.000 giấy phép lái xe, tạm giữ 5.373 phương tiện các loại. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra phát hiện lập biên bản 414 trường hợp, xử phạt hơn 2,7 tỷ đồng. Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra phát hiện lập biên bản 65 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 345 triệu đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, năm An toàn Giao thông 2022 có chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Với 10 mục tiêu chính, đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022. Không để bất kỳ người dân nào không về ăn Tết với gia đình do thiếu phương tiện vận tải. Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy, xe đạp điện. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2022. Quảng Nam hiện có 105 dự án khởi nghiệp sáng tạo đang phát huy hiệu quả, tạo tiền đề bứt phá cho cộng đồng khởi nghiệp trong thời gian đến. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong 5 năm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam, ghi nhận biểu dương nỗ lực sự vào cuộc tích cực của Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh và các ngành địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị trong thời gian đến, các ngành địa phương cần xây dựng ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai chỉ thị 19 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng thực chất, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, hội khởi nghiệp ở từng ngành địa phương, trường học. Năm nay là năm du lịch quốc gia, tập trung khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng cho rằng, thời gian qua, khởi nghiệp Quảng Nam chủ yếu tập trung lĩnh vực nông nghiệp. 5 năm tới cần mở rộng lĩnh vực, chú ý các lĩnh vực trọng điểm như phát triển nông nghiệp hữu cơ, du lịch xanh, du lịch sinh thái, cơ khí phụ trợ, công nghệ số. Thông tin tại hội nghị cho biết, trong số 105 dự án khởi nghiệp sáng tạo, có 67 dự án do phụ nữ làm chủ, 4 dự án của học sinh sinh viên. Quảng Nam tiên phong và là tỉnh duy nhất thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện, tổ chức nghề nghiệp theo Nghị định 45 của Chính phủ, có 17 trên 18 địa phương ban hành chương trình khởi nghiệp. Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân, dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong 5 năm qua. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng Điều dưỡng Người có công Quảng Nam, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Nam, Làng Hòa Bình và Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần Quảng Nam. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh đã thăm hỏi tình hình hoạt động, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của các trung tâm trong năm vừa qua. Đặc biệt do tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động chăm sóc điều dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội của các trung tâm bị ảnh hưởng. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng gửi lời động viên, chia sẻ và mong muốn trong thời gian tới, các trung tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe các đối tượng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại các trung tâm và cho biết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cấp ngành của tỉnh luôn quan tâm, chăm sóc cho các đối tượng bảo trợ xã hội và đặt công tác này lên hàng đầu, đặc biệt là việc chăm lo, phụng dưỡng cho các đối tượng người có công với cách mạng. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã đến thăm tặng quà chúc Tết Làng Hòa Bình tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Làng Hòa Bình hiện nay đang nuôi dưỡng 144 người, trong đó có 52 trẻ mồ côi sơ sinh, 76 người khuyết tật và 16 người cao tuổi. Phát biểu tại buổi trao quà Tết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trách nhiệm của đội ngũ người lao động tại làng Hòa Bình trong việc nuôi dưỡng chăm sóc các đối tượng đã và đang chịu nhiều thiệt thòi về tinh thần và vật chất. Phó Chủ tịch mong muốn đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của làng tiếp tục quan tâm, thương yêu để các cháu nhận được sự chăm sóc nuôi dưỡng tốt nhất.
Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã tặng hơn 200 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho trẻ em mồ côi, sơ sinh và người già, người khuyết tật và nhân viên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng làm việc tại đây. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách tỉnh Quảng Nam tổ chức trao quà, trao bò giống cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách của xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Tại chương trình, đại diện Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam đã trao tặng các phần quà Tết cho 25 hộ gia đình nghèo và đối tượng chính sách, đồng thời trao tặng 5 con bò giống sinh sản cho các hộ gia đình khó khăn của xã Trà Vân. Những phần quà tuy không nhiều giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa lớn lao về tinh thần, thể hiện tấm lòng tình cảm của cán bộ viên chức người lao động tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam, mong muốn được chia sẻ với đồng bào khó khăn, góp phần chăm lo đời sống nhân dân vùng cao đón Tết vui xuân đầm ấm, hạnh phúc. Được biết, 3 năm qua, Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ chính quyền và nhân dân xã Trà Vân phát triển kinh tế xã hội như xây dựng đường bê tông nông thôn, thăm tặng quà và trao hàng chục con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Năm 2021, từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đã giúp cho 31 hộ nghèo tại địa phương có đăng ký thoát nghèo và đến nay đã thoát nghèo bền vững. Thực hiện công điện của Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, thực hiện công tác phục vụ tốt, nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan mình. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, triển khai lực lượng thường xuyên, tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, một lỗi vi phạm thường gặp phải trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán. Mà tại vì đây là tại vì em lỡ cái cuộc vui của là bọn bè với nhau ra em lỡ quá đoạn chứ em thật sự em cũng không muốn người đó. Tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các khung giờ cao điểm cũng như các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Theo thống kê sơ bộ, sau 2 tuần ra quân, Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt 51 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 300 triệu đồng. Hiện các tổ tuần tra vẫn đang được chỉ đạo tăng cường kiểm soát, xử lý tập trung vào lỗi vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh. Mức phạt cũng sẽ rất cao. Ngoài phạt tiền, người vi phạm có thể bị tịch thu bằng lái xe, tùy theo mức độ vi phạm. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt nhấn mạnh, bên cạnh công tác tuyên truyền, việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm là giải pháp hữu hiệu để tác động sâu rộng vào nhận thức, tạo hiệu quả răn đe, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn đến từ nguyên nhân người điều khiển phương tiện có sử dụng bia rượu. Thì đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện trong thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó đặc biệt là đã huy động các cán bộ nữ để tham gia tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Trong những ngày sắp đến, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục huy động 100% quân số, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông để nhân dân đón Tết cổ truyền an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam.